Kính thưa quý vị, một gánh xiếc đi lưu diễn khắp mọi nơi tạo nên nụ cười từ các em bé tin từ Kabul, Afghanistan. Một gánh xiếc với những màn biểu diễn nhào lộn, ảo thuật và ném những trái banh lên trời tạo nhiều sự thích thú và đam mê từ các em bé tại thủ đô Kabul. Đây là một trong những gánh xiếc hiếm hoi xuất hiện tại quốc gia Afghanistan, còn chịu nhiều sự tấn công của nhóm giáo điều Taliban. Một thành viên trong gánh xiếc, anh Murtaza Norozi, 18 tuổi, trả lời đến với báo chí địa phương rằng đây là cơ hội cho các em bé học hỏi những điều trong các chương trình biểu diễn tại gánh xiếc, tất cả nhờ vào đôi bàn tay khéo léo để tạo nên những cảnh tượng kỳ lạ. Anh Norozi khuyến khích cha mẹ nên tạo điều kiện cho các em có cơ hội học hỏi những màn biểu diễn trong gánh xiếc. Mobile Mini Circus MMC là tên của gánh xiếc nhỏ nhoi đang có những màn lưu diễn tại thủ đô Kabul do ông Janis Mason thành lập với hy vọng tạo nhiều điều kiện cho các trẻ em tại Afghanistan phát triển năng khiếu sau một thời gian dài chiến tranh khủng bố. MMC sẽ có cuộc lưu diễn khắp các tỉnh thành đông dân cư, bao gồm 25 trên tổng số 34 khu vực tại Afghanistan. Ông Mason nói thêm, cuộc lưu diễn kéo dài của gánh xiếc chi phí có thể lên đến 500.000 Mỹ Kim. Tuy vậy, với số tiền đóng góp từ dân chúng sẽ là nguồn động lực trong các cuộc lưu diễn kế tiếp và đặc biệt về sự an ninh trở nên khó khăn hơn khi quân đội ngoại quốc rút ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Do vậy, một niềm an ủi đến cho các em bé Afghanistan có những nụ cười mỗi khi có sự hiện diện của gánh xiếc MMC.